Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Địa Khanh. Thì như quý vị đã biết, cái việc chọn ngày giờ tốt là một trong những cái việc mà hết sức quan trọng khi mà chúng ta bắt đầu khởi sự công việc, đúng không? Khởi sự bất kỳ một công việc gì. Và hiện tại đang có rất nhiều thầy cũng như rất nhiều cái tài liệu nói về cái việc chọn ngày tốt, và các tài liệu thì cũng có rất nhiều điều khác nhau. Vì vậy mà để chọn ra được một ngày tốt và một giờ tốt sẽ rất là gì? Rất là khó, không phải là một việc mà ai cũng làm được. Đấy. Như vậy là gì? Để chọn được cái ngày tốt và giờ tốt thì chúng ta phải có những cái tài liệu chuẩn, đúng không ạ? Như ở video trước mà bài 2 thì tôi đã hướng dẫn quý vị là chọn ngày theo đổng công rồi, đúng không ạ? Bây giờ chọn được ngày rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến chọn giờ tốt. Đấy. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn là cái phương pháp chọn giờ tốt cực kỳ đơn giản và đỉnh cao trong phong thủy. Và quý vị có thể tự mình làm được nhé. Cái này có thể quý vị, nếu mà quý vị theo dõi hết video này, quý vị có thể tự chọn cho mình những cái giờ tốt, tự chọn cho mình những ngày tốt và những giờ tốt để quý vị khởi sự công việc cho nó hanh thông thuận lợi. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi này. Thì như chúng ta đã biết ấy, thì những ngày tốt và giờ tốt, đúng không? Thì để chọn ra giờ tốt thì chúng ta cần phải làm gì, đúng không? Chúng ta để chọn ra một cái khung giờ tốt, chúng ta sẽ có hai bước, đúng không? Một là chọn ra giờ tốt này, chọn khung giờ tốt trong ngày, khung giờ tốt trong ngày, đúng không? Thứ hai là gì? Chúng ta sẽ chọn được cái gì? Chọn cái giờ tốt đấy, nó để nó bổ trợ cho ngày, nó sinh được cho ngày, nó bổ trợ cho ngày, đúng không? Thì giờ tốt này, giờ tốt bổ trợ cho ngày, bổ trợ cho ngày nhá. Đấy. Cái nội dung này, ngày tốt bổ trợ cho ngày gì? Cái ngày trên ấy thì chúng ta phải loại trừ gì? Cái đầu tiên là chọn khung giờ tốt này để chúng ta loại trừ hung tinh, đúng không? Loại trừ hung tinh, loại trừ hung tinh này. Còn cái dưới ấy là chúng ta chỉ chọn được ngày gì? Được lộc mã quý nhân này, lộc này, mã này, quý nhân này, tam hợp này, lục hợp này, đấy, vân vân, đấy, để cho tốt nhất, đúng không ạ? Và phương pháp thứ ba là gì? Cái nguyên tắc chọn ấy, nguyên tắc chọn ngày giờ, đúng không ạ? Cái nguyên tắc chọn ngày giờ, nguyên tắc chọn giờ tốt, đúng không ạ? Thì có ba nguyên tắc sau, là một này là cái ngũ hành của giờ, đúng không ạ? Ngũ hành của giờ thì phải sinh cho ngày, đúng không? Tốt nhất là sinh cho ngày, sinh cho ngày. Ví dụ gì? Ví dụ ngày ngày Giáp Tý chẳng hạn, ví dụ ngày Giáp Tý, đúng không? Ví dụ ngày Giáp Tý này thì nó là gì? Kim, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn giờ gì? Chọn giờ có ngũ hành là gì? Là thổ. Đấy. Nhá. Ví dụ như là thứ hai là gì? Ví dụ những người là Bính Dần đi. Bính Dần, ngày Bính Dần đi thì có ngũ hành là gì? Là hỏa. Thì nó chọn giờ gì? Chọn giờ Mộc. Vân vân, đấy. Ngũ thứ hai là gì? Ngũ hành của ngày gì? Ngũ hành của giờ phải Tý Hỏa, đúng không? Tý Hỏa với ngày, đúng không? Với ngũ hành của ngày đấy. Ví dụ như người mệnh kim này thì có thể chọn giờ kim. Đấy, người mệnh hỏa thì có thể chọn giờ hỏa. Người mệnh thủy có thể chọn giờ thủy. Đó là ngũ hành tương sinh, ngũ hành tỷ hòa. Thứ ba là gì? Cái ngày ấy phải khắc, ngũ hành của ngày phải khắc được ngũ hành của giờ, đúng không? Ngũ hành của ngày thì phải khắc được gì? Đấy, phải khắc được ngũ hành của giờ, khắc được giờ. Ví dụ như ngày Giáp Tý luôn là kim. Đấy. Thì chúng ta có thể chọn giờ là giờ Mộc. Đấy. Ngũ hành của gì? Bởi vì ngày Bính Dần là hỏa thì chúng ta có thể chọn giờ là gì? Hỏa khắc kim, đúng không ạ? Chúng ta có thể chọn là giờ kim. Đấy. Tiếp theo là gì? Tính lộc mã quý nhân như thế nào, đúng không ạ? Và làm thế nào để chọn được cái ngũ hành tương sinh hay tỷ hòa này? Đấy. Thì chúng ta sẽ để sử dụng quyển ngày tốt toàn thư. Thì ở trong quyển ngày tốt toàn thư thì chúng tôi đã có hết những cái mà nó ngũ hành tương sinh tương khắc rồi. Đây thì quý vị cũng thể lựa chọn trong này, kèm theo đó là lộc mã quý nhân. Đó. Đây, sinh khắc như nào, đấy, lộc mã quý nhân tính như nào, vân vân. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển ngày tốt toàn thư để chúng ta tính. Đấy, lộc ví dụ như là gì? Thiên Can Giáp này, Giáp này lấy lộc tại Dần này, đấy, Ất thì lấy lộc tại Mão này, Bính thì lấy lộc tại Tỵ này, Đinh lấy lộc tại Ngọ này, Mậu lấy lộc tại Tỵ này, Kỷ lấy lộc tại Ngọ này. Đấy, quý vị tham khảo đây, đúng không? Và quý nhân đây, Giáp Mậu Canh với ba thiên can, Giáp Mậu Canh thì quý nhân là Sửu và Mùi. Đấy. Ất Kỷ thì quý nhân là Tý và Thân. Bính Đinh thì quý nhân là Dậu và Hợi.
Nhâm quý thì quý nhân là Tỵ và Mão, Tân thì quý nhân sẽ là gì, là Ngọ và Dần đó. Thì quý vị có thể tham khảo thêm cái ngũ hành tương sinh ở trong cái quyển là ngày tốt toàn thư, thì trong này có hết quan hệ sinh khắc giữa 12 con giáp, âm dương ngũ hành và hình tượng như nào rồi, thì quý vị có thể tham khảo quyển này để biết được gì, biết được là cái âm dương ngũ hành và quan hệ giữa 12 con giáp, quan hệ giữa địa chi, thiên can địa chi, từ đó quý vị sẽ chọn ra được cho mình những khung giờ tốt nhất đây nhé. Đó. Phần thứ hai là gì? Sau khi chọn được đúng và theo nguyên tắc này rồi, đúng không ạ? Chọn theo nguyên tắc này rồi, thì chúng ta bắt đầu đi vào việc chọn nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ cho quý vị xem này. Tôi lấy ví dụ nhé. Đây, quý vị sẽ để sau khi quý vị chọn được ra cái ngày tốt của tháng 3 chẳng hạn. Đây tháng 3 đây, theo đồng công đúng không? Theo đồng công trên nhật rồi. Bây giờ chúng ta chọn được cái giờ tốt này. Tôi lấy ví dụ là giờ tốt của tháng 3 nhé. Giờ tốt của tháng 3 thì chúng ta chọn như thế nào? Đây. Đây thì chúng ta sẽ đến mở cuốn sách ngày tốt toàn thư ra. Đến cái phần là gì? Trang 115. Nó là cái chọn giờ tốt. Đúng không? Chọn giờ tốt thì bây giờ chúng ta bắt đầu tìm này. Cái nguyên tắc chọn giờ tốt là gì? Cách chọn giờ tốt để chúng ta loại bỏ hung tinh mà. Thì đấy, nếu mà chúng ta gặp được hai cát tinh thì là tốt đúng không? Một cát tinh, một hung tinh thì là trung bình. Và gì? Gặp hai hung tinh thì là cái giờ đó là giờ xấu thì chúng ta nên tránh. Đây, thì tôi lấy ví dụ là cái ngày tốt của tháng 3, đúng không? Ngày tháng 3 đầu tiên là ngày Giáp Thân. Chúng ta tìm đến ngày Giáp Thân. Ngày Giáp Thân. Đây, ngày Giáp Thân đây đúng không? Ngày Giáp Thân này thì bắt đầu là gì? Đấy, ngày ví dụ Giáp Thân là ngày mùng 1 tháng 3, nó tương ứng với ngày mùng 1 tháng 4 dương lịch ấy. Thì nó là Giáp Thân là ngũ hành thuộc thủy đúng không? Vậy chúng ta tìm này. Giáp Thân thì nó khởi từ giờ Giáp Tý đúng không? Giờ Giáp Tý là có Thanh Long. Đấy. Giờ Giáp Tý này có Thanh Long này, giờ Ất Xỉu là có Thiên Ất, có Minh Đường này. Thì nó là giờ tốt. Là quy định là đánh dấu bằng mực cam này thì là những giờ gì? Giờ tốt nhé. Đây. Giờ Tý này, giờ Xỉu này, giờ tốt này, đúng không? Giờ Dần ấy thì có Nhật Lộc và Nhật Phá, thì theo quy định là gì? Một cát tinh một hung tinh thì nó là trung bình đúng không? Trung bình thì đánh vào mực xanh. Đấy. Giờ Đinh Mão là có Chu Tước. Đấy. Nếu mà có hung tinh không có cát tinh thì là xấu, chúng ta không dùng nhé. Thì giờ Đinh Mão là giờ xấu này. Đây. Tương tự là Mậu Thìn gì? Là có Kim Quỹ, đấy, Kỷ Tỵ có Bảo Quang. Đây. Mậu Thìn này có Kim Quỹ này. Kỷ Tỵ có Bảo Quang này. Nhật Hợp là tốt này. Giờ Ngọ thì có Bất Ngộ Bạch Hổ, nên như vậy là giờ Ngọ có hai hung tinh nó sẽ là xấu, tao dùng này. Giờ Tân Mùi nó có Thiên Ất và có Tuần Không. Giờ Mùi này có Thiên Ất và Tuần Không, nó giờ cát trung bình này. Đây, Mùi này, Thiên Ất, Tuần Không đúng không? Tiếp theo là gì? Giờ Thân là có Nhật Kiến, có Triệt Không. Đấy, Dậu, Thiên Quan, Triệt Không. Thân này, Dậu thì nó là cát trung bình này. Giờ Giáp Tuất thì có Tư Mệnh, nên là nó giờ cát này. Đấy. Giờ Hợi thì có Câu Trần và Nhật Hạ thì nó là giờ xấu. Đấy. Thì quý vị có thể là gì? Sau khi chọn được cái giờ tốt này rồi ấy, đúng không? Chọn được cái khung giờ tốt thì chúng ta loại bỏ hung tinh ra ấy. Thì bắt đầu chúng ta để tìm cái lộc mã quý nhân cho cái ngày này. Đây, tìm lộc mã quý nhân tìm như nào, đúng không? Chúng ta biết là gì? Ngày Giáp Thân đúng không? Giáp thì lấy lộc tại Dần. Như vậy là gì? Như vậy là gì? Giờ Dần sẽ là giờ tốt đầu tiên trong ngày. Đấy. Giờ này là giờ lộc nhé, giờ thiên lộc, nếu quý vị làm giờ này sẽ được lộc. Đấy. Thứ hai là gì? Giáp Mậu Canh Ngưu Dương lấy Xỉu Mùi làm quý nhân. Xỉu này và Mùi làm quý nhân. Như vậy là gì? Giờ Xỉu là giờ quý nhân, làm trong hai giờ này, không giờ này thì sẽ được quý nhân giúp đỡ, sẽ có người giúp đỡ mình. Đấy, để công việc được hoàn thành trôi chảy và thuận lợi hơn. Thứ ba là gì? Đấy, thiên can thì chúng ta sẽ xét là gì? Một là lộc, hai là mã. Đây, thì trong cái phần phần âm dương ngũ hành ấy, chúng ta đã có phần lộc mã quý nhân. Chúng ta có phần lộc mã quý nhân rồi, đúng không? Quý vị có thể dựa vào cái bảng này. Đây lộc mã quý nhân ở trang trang 34 và trang 35. Đấy. Đây. Thì chúng ta có thể tìm được gì? Giáp đúng không? Giờ Giáp Thân thì Giáp Mậu Canh Ngưu Dương lấy Xỉu Mùi làm quý nhân. Chia giờ Xỉu ra Mùi sẽ là tốt đúng không? Tiếp đến là gì? Chúng ta đi đến phần quan hệ địa chi này, xét địa chi này. Thân đúng không? Thân Tý Thìn là tam hợp. Đấy. Vị trí là Tý là một này, thứ hai là Thìn. Đấy, là giờ tốt này, là dùng được này. Tiếp theo là gì? Thân Tý Thìn đúng không ạ? Thân Tỵ và Thân thì lục hợp. Đó, thì chúng ta xét cái bốn quan hệ đấy tùy theo. Quý vị chọn thêm ngày đào hoa thì quý vị có thể chọn thêm giờ đào hoa nữa. Đấy thì đào hoa ví dụ như là Thân Tý Thìn thì đào hoa tại Dậu này. Dần Mậu Tuất đào hoa tại Mão này, Hợi Mão Mùi đào hoa tại Tý và Tỵ Dậu Xỉu thì đào hoa tại Ngọ. Đấy. Ví dụ như đây là người Thân Tý Thìn đúng không? Nếu mà chọn giờ cưới hỏi tốt thì chúng ta có thể chọn giờ Dậu này, đón dâu này thì cũng tốt. Đấy, cho việc đào hoa. Ví dụ vậy. Đây, thì bắt đầu chúng ta tìm đến gì? Đến cái phần là âm dương ngũ hành nhé. Ngày Giáp Thân nó khởi là khởi giờ Giáp Tý đúng không ạ? Thì là Giáp Tý này, Giáp Tý là gì? Kim này. Kim này.
đúng không? Bính dần đinh mão thì là hỏa này, hỏa này, chúng ta xác định ngũ hành là của giờ đúng không ạ? Mậu thìn kỷ tỵ là mộc này, mộc này đúng không? Canh ngọ tân mùi là thổ này, thổ này đấy. Và đây, nhâm thân quý dậu là kim này, kim này. Giáp tuất đất hợi là hỏa này, hỏa đúng không? Đây là ngày với ngày ngày giáp thân nhá, thì nó khởi từ giờ giáp tý. Cái chúng ta phải biết để tính được cái phần mà khởi giờ nào, vị ngày giáp thân thì khởi giờ nào, ngày bính thân khởi giờ nào, đấy. Thì khởi năm giờ nào giờ tý thì quý vị có thể sử dụng cái ngũ thử độn để quý vị tính đấy. Để sau khi ta xác định được ngũ hành rồi đúng không? Như giáp thân thì là ngũ hành thuộc gì? Thủy. Đấy. Ví dụ nhé, giáp thân, ngày giáp thân ngày 1 tháng 3 ngũ hành thuộc thủy thì chúng ta chọn khung giờ nào tốt nhất đúng không? Thủy thì gì? Thì sẽ là kim sinh cho đúng không? Như vậy những giờ kim là giờ tốt đầu tiên. Giờ kim này. Đấy. Kim thì là giờ tốt này. Đây, một đúng không? Thứ hai là gì? Thủy thì sẽ là gì? Thủy thì sẽ tỷ hòa với thủy, thì trong các giờ của ngày giáp thân thì không có giờ nào là ngũ hành thủy cả. Đấy. Thứ ba là gì? Thủy khắc hỏa đúng không? Như vậy là gì? Những giờ hỏa thì cũng là giờ tốt tiếp theo. Đây là hai này, hai này. Đó. Thì dựa vào cái giờ tốt này, chúng ta bắt đầu chúng ta tính này. Chúng ta tính nhé, tìm ra những cái giờ tốt này. Thì bây giờ nhé, với những ngày giáp thân này này, thì chúng ta sẽ có khung giờ tốt sau này. Đây này, giáp này, đấy là dần đúng không? Như vậy là gì? Giờ tốt nhất là giờ dần, là thủy khắc hỏa được đúng không? Là giờ dần là giờ tốt đầu tiên này. Thứ hai là gì? Đây hỏa đúng không? Thủy khắc hỏa đấy, thì chúng ta chọn giờ dần hoặc giờ mão. Nhưng giờ mão nó phạm giờ xấu rồi, chúng ta không dùng này. Giờ ngọ xấu không dùng, giờ hợi xấu không dùng đúng không? Thì giờ tốt thứ hai là gì? Đấy. Đây giờ tốt nữa đúng không? Chúng quý vị có thể chọn giờ gì? Giờ dần này, hoặc giờ tuất. Tiếp đến là gì? Thủy đúng không ạ? Thì chúng ta kim sinh thủy, kim thì chúng ta có giờ thân và giờ dậu, hoặc là giờ tí và giờ xỉu, thì tùy những việc đúng không ạ? Đó. Còn nếu mà quý vị chọn vào giờ mộc nhé, mộc thì bị sinh xuất là thất tài là không tốt này. Và gì thổ, giờ thổ thì gì, thổ khắc thủy cũng không tốt. Đó. Như vậy là gì, để chọn được ra một cái giờ tốt thì chúng ta phải dựa vào các yếu tố là gì? Thứ nhất là gì, loại trừ được các cát tinh, loại trừ được các hung tinh. Thứ hai là gì, chúng ta sẽ loại trừ được gì? Tìm được cái lộc mã quý nhân của cái giờ, của cái giờ, tức là giờ nó phải sinh trong ngày đúng không? Cái giờ giờ tốt đấy nó phải là lộc, phải là mã, là quý nhân đúng không? Là thần tài của cái ngày thì chúng ta mới chọn. Thứ hai, ba, nó phải được cái tam hợp, lục hợp, nhị hợp đấy. Và thứ tư là gì, cái ngũ hành của giờ ấy phải sinh trong ngày, hoặc là gì, ngũ hành của giờ phải tỷ hòa với ngày. Và thứ ba là gì, ngũ hành của giờ nó phải ngày của ngày ấy phải khắc được giờ đấy. Thì tất cả các quan hệ âm dương ngũ hành và những quan hệ đấy đó thì đều được cũng viết trong quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, từ âm dương ngũ hành đấy, từ âm dương ngũ hành đến phần gì, lộc mã quý nhân, đến phần chọn giờ tốt đấy, thì quý vị đều có thể tham khảo trong quyển Ngày Tốt Toàn Thư. Thì trong này cái phần âm dương ngũ hành và phần phong thủy căn bản thì cũng được để đề ra để làm gì, để cho quý vị nắm được cái nguyên lý âm dương ngũ hành cho việc chọn ngày nó được tốt hơn, chọn giờ được tốt hơn, được chuẩn hơn, nó hợp với ai và đúng với người nào đấy. Như vậy là gì, tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái cách chọn cái giờ tốt trong ngày. Đấy, chọn cái giờ tốt trong ngày. Quý vị có thể ứng dụng cái tài liệu Ngày Tốt Toàn Thư để chúng ta tự tìm ra được cái ngày tốt và giờ tốt để cho mọi việc được gì, được hanh thông thuận lợi và được tốt nhất. Đấy, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.